Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là cách tải con game Cool fun. trên điện thoại đó là điện thoại Android, điện thoại iOS và trên máy tính nha. Đầu tiên các bạn nhấn vào phần mô tả phía dưới kênh của mình. Sau đó các bạn thấy link tải game đây đúng không? Thì các bạn sẽ nhấn vào cho mình nha. Thì nó sẽ chạy ra như thế này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn trên máy Android trước nhé các bạn. Khi được như thế này rồi thì các bạn hãy nhấn nút tải xuống ở đây này. Đấy, các bạn sẽ nhấn nút tải xuống nha. Nhấn vào tải xuống thì nó sẽ có một vận tải xuống nhé các bạn ơi. Đấy, thì nó sẽ đang chờ đợi tệp như thế này đây là trên điện thoại Android nhé bạn ơi. Còn mà trên điện thoại iPhone hay là trên máy tính thì tí là mình sẽ hướng dẫn sau nha. Thì bây giờ các bạn được như thế này rồi các bạn hãy nhấn mở cho mình này. Đấy, các bạn nhấn nhấn cho phép cho mình nha. Còn ví dụ các bạn sử dụng máy đó là máy uh, Android này, uh, Android mà Samsung ấy thì các bạn chỉ cần nhấn là cho phép là được thôi. Và các bạn tìm này có thể gây hại cho bạn thì các bạn nhấn cài đặt là được nha. Thì sau đó các bạn còn bên Redmi ấy thì các bạn nhấn vào install. Đấy, các bạn nhấn vào đang cài đặt nhé các bạn. Ok các bạn Thì sau đó các bạn nhấn mở ứng dụng cho mình Đấy Ok nhé bạn Thì sau đó nó được giao diện như thế này rồi nha Thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn Đó là cách tạo tài khoản trực tiên luôn Đấy Mình sẽ nói hướng dẫn các bạn cách tạo tài khoản luôn nha Thì nó sẽ chờ đợi như này Đang tại đấy các bạn này Đấy khúc này thì Nói chung các bạn cứ chờ đợi thôi Là được thôi các bạn Cái này đơn giản mà Chủ yếu trên iPhone ấy Thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn sau nha còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn bên iOS trước đã. Sau đó tí là mình sẽ hướng dẫn bên iPhone sau. Cứ chờ đợi tí xíu thôi nhé bạn. Ok các bạn này, sắp xong này. Thì nó sẽ được như thế này. Thì các bạn cứ chờ đợi thôi. Thì nó sẽ ra giao diện như thế này. Một là các bạn đăng nhập bằng Facebook. Hai là các bạn đăng ký bằng số điện thoại. Ba là các bạn chơi nhanh. Thì em đăng ký số điện thoại ấy. Thì các bạn nhấn vào đăng ký số điện thoại đây các bạn này. Đấy các bạn nhấn đăng ký cho mình này. Sau đó các bạn nhập số và nhập mật khẩu và mã xác nhận mã xác nhận thì nó sẽ gửi về cái số điện thoại các bạn đăng ký ấy. Nhưng mà mình khuyên các bạn rằng nên đăng ký đo số điện thoại đấy nha. Mình thấy cái này nó sẽ tiền lợi nhất đấy. Đấy, thì khi đăng ký số điện thoại rồi thì các bạn sẽ đăng nhập vào. Bây giờ mình sẽ tạm thời chơi nhanh đã nha. Ok các bạn. Ok, khi được như thế này rồi ấy thì các bạn sẽ vào đây này. Các bạn nhớ rằng nha, khi các bạn đăng ký số điện thoại ấy thì các bạn liên cái số điện thoại các bạn được 6668 đồng là cái thứ nhất. Cái thứ hai các bạn có thể vào đại lý này đấy chia sẻ Facebook mỗi ngày được 3.000 đồng là ít nhất mỗi tháng các bạn là 90.000 đồng này hay là cái vào vòng quay này các bạn cũng có thể nhấn vào sự kiện này đấy sự kiện các bạn điểm danh hàng ngày để nhận tiền nha cái này có điểm danh ối rồi anh điểm nha hàng ngày được 1.000 là nghĩa là ít nhất mới các bạn mới tải vì các bạn được 10.000 đồng rồi và với lại các bạn chia sẻ Facebook mỗi ngày là được bao nhiêu tiền các bạn rất nhiều luôn nha con này nạp được theo tỷ lệ 11 các bạn thẻ cào này Momo, Zalopay, Viettelpay, đấy hay là đổi thường thì nó đổi thường theo tỷ lệ 1:1 thôi nha. Và min rút tối thiểu nó chỉ có 50 000 đồng thôi nhé bạn. Đương nhiên các bạn phải liên kết số điện thoại trước các bạn rồi nha. Đấy, đó là cái rất quan trọng nha. Thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách tải trên uh, iPhone nhé bạn. Bởi vì con game này hot đấy, bởi vì nó có rất nhiều người chơi nhé bạn. Nhiều người chơi là sao? Bởi vì là nó có đại lý này, sự kiện điểm danh hàng ngày này, mới tải về được tiền này. Và với lại là các bạn có chia sẻ Facebook mỗi ngày được 3.000 đồng này, cái này rất hay luôn nha. Thành ra các bạn có thể kiếm tiền free từ con game này luôn nha các bạn. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn bên iPhone sau, sau nha Bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn các bạn này Cũng tương tự như vậy thì các bạn nhấn vào mô tả Các bạn nhấn vào đường link đó Nhưng mà đổi lại cái các bạn nhấn vào Safari cho mình nha Mở bằng Safari cho mình nha Nhớ là mở bằng Safari nha Nó sẽ ra như thế này Thì các bạn cũng sẽ nhấn trừ tải xuống đây cho mình Đấy Nó nhấn tải xuống đây cho mình này Sau đó các bạn nhấn cho phép cho mình nha Đấy từ từ nha Đợi chút xíu nha các bạn Ok các bạn nhấn đóng Các bạn nhấn cho phép này sau đó nó sẽ chuyển tiếp ra một cái như thế này. Thì sau đó anh em sẽ làm gì? Anh em sẽ nhấn vào đây và các bạn thấy cài đặt đó không? Cài đặt bên phía đây không? Thì các bạn nhấn cài đặt đây này. Đó các bạn thấy không? Cài đặt trên góc này. Đó các bạn nhấn đó. Thì các bạn sẽ nhấn tải xuống nha. Thì nó sẽ hiện trên cái màn hình của bạn. Thì bây giờ các bạn đã tạo cài đặt xong ở trên iPhone này nha.